Sáng 18 tháng 2, ông Hồ Hoàng Hùng, cha nạn nhân cho biết cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 thuộc quân chủng phòng không không quân vừa gửi thông báo kết thúc điều tra vụ án tới gia đình. Theo thông báo này, bị can Minh, 37 tuổi, cựu trợ lý tài chính trung đoàn không quân 937, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo tại khoản 1.260 bộ luật hình sự. Vợ và chú của ông Minh bị đề nghị truy tố về tội khai báo gian dối theo khoản 1.382 bộ luật hình sự. Vụ án xảy ra năm ngoái, từng gây xôn xao dư luận. Ngày 28 tháng 6 năm 2022, thiếu tá Minh lái ô tô 7 chỗ trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Giang Tháp Chàm. Khi chuyển hướng sang phải, do thiếu quan sát, tài xế để xe va chạm với xe máy do em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, chạy cùng chiều đang trên đường lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông trở về. Nữ sinh bị hất văng, va vào trụ điện, tử vong. Khai với công an, chú của ông Minh đã tự nhận đã điều khiển ô tô. Vợ của ông cũng xác nhận điều này. Người nhà nạn nhân lại nhận được thông báo từ công an địa phương về việc kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh trong máu. Gia đình gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng bởi cho rằng kết quả đo nồng độ cồn không đúng. Nạn nhân là học sinh giỏi trường chuyên, ngoan hiền, không thể có chuyện sử dụng bia rượu trong buổi sáng đến trường lấy giấy báo thi. Lãnh đạo bệnh viện đa khoa Ninh Thuận sau đó công khai xin lỗi, thừa nhận có sai sót dẫn đến kết quả đo nồng độ cồn trên. Tháng 8 năm 2022, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã khởi tố bắt ông Minh. 3 tháng sau, cơ quan này khởi tố tiếp hai bị can là vợ và chú của ông về hành vi khai báo gian dối nhưng cho tại ngoại. Tháng 12 năm 2022, gia đình nữ sinh cũng gửi đơn tố giác bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đơn tố giác đang được cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 tiếp nhận xử lý.